Xin chào quý vị và các bạn. Trong cái video lần này á, mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một số cái kỹ thuật quan trọng khi chúng ta làm cái cửa nhôm cũng như tủ nhôm. Thì đầu tiên đó là mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cái cách để chúng ta kẹp những cái V này. Và đặc biệt là cái khi chúng ta cắt góc những cái cây V nhôm này, chúng ta ốp vào cái khung nhôm này thì rất dễ bị bật. Vì vậy mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn cách để cắt sao cho nó êm ái nhất. Thì cái cây nhôm V, cái khi các bạn cắt thì thường các bạn cắt sẽ hai góc góc nhọn thế này, hai góc nhọn này, thì chúng ta sẽ cắt. Các bạn cần phải sử dụng một cái thanh hộp, cái hộp các bạn cắt góc sẵn như thế này đi, 10-20 hoặc là 12-25, ốp theo góc này, rồi các bạn cắt nó từ từ xuống. Các bạn xem mình cắt đây. Khi các bạn cắt là các bạn nhớ là phải giữ chặt cái V nha, ép chặt xuống xuống. Đấy, các bạn thấy không? Nhát cắt rất là mượt, nó không bị sốc cái V. Còn cái chiều mà ngược lại á, các bạn chỉ cần chua cái mặt hộp nó đè lên trên này. Đấy, các bạn, mặt hộp nó đè lên trên cái V này. Đấy, rồi chúng ta đặt nó xuống. Chúng ta sẽ ép ép chặt cái V lại. Các bạn cắt từ từ nó xuống. Bạn ơi, rất đơn giản. Và cái điều tiếp theo mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là cái vật liệu để chúng ta làm nên cái dàn cửa bếp này. Thì gồm có cái cây cánh gờ, tủ áo, lá hộp nhôm, lá hộp gân á. Cây V12 và cái cây khung bao của nó thì chúng ta sử dụng một là cái cây vuông 25, còn hai nữa chúng ta sử dụng cây 25-38. Thì theo mình á nên sử dụng cái vuông 25-38 thì cái bánh thịt nó đủ to đấy, để chúng ta khoan vít trực tiếp vào luôn, chúng ta bắt tường nó không bị vỡ. Còn khi chúng ta sử dụng cái vuông 25 á, chúng ta phải câu cái bát nhôm vào thì chúng ta mới bắt được cái vào tường. Như vậy nó rất tốn thời gian. Và cái điều tiếp theo mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, khi mà chúng ta lắp lá hộp nhôm vào cánh tủ á, có một số bạn thắc mắc là có nên xẻ cái lá hộp ra để bỏ cho rẻ hay không. Đấy, để mình cũng chia sẻ cho các bạn như này. Cái lá hộp á, các bạn thấy nó là một phân đủ, cái lá hộp này là một phân đủ, cái chiều chiều dài của lá hộp này nha, một phân đủ này. Khi mà chúng ta lắp vào cái cánh tủ này, nó chỉ có mấy ly thôi, nó chỉ có 7 ly thôi, 8 ly thôi, chúng ta không lắp vào á, nó rất là căng, rất là khó này. Đấy, bạn thấy không? Tất nhiên các bạn đóng cho vào, các bạn đóng vào nó cũng được, các bạn đóng vào thì nó cũng được. Nhưng mà cái khi mà chúng ta đóng xuống rồi á, thì nó sẽ rất để lại cái vết chày. Đấy, nếu các bạn đóng xuống rồi á, mà các bạn không xỉa ra thì nó rất dễ để hai cái vết chày hai bên này, hai bên lá hộp này, đấy của cánh. Thì mình chia sẻ các bạn là nên xỉa ra, các bạn nên xỉa cái lá hộp ra thì các bạn sẽ cho nó vào nó dễ dàng hơn. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt bỏ lá hộp vào luôn. Thì ở đây mà các bạn thấy là mình đo chiều cao của nó này. Đây là 50 525 này. Thì các bạn cộng cho mình 1 phần 2 vừa nữa là thành 537. Đấy. Còn chiều ngang thì các bạn thấy đây là 40 40 này, các bạn cộng phần 2 nữa thì thành 412. Đấy, thì cái chiều 412 á, mình sẽ cắt lá một loạt như vậy. Đấy, thì nó 537 thì mình nhắm sơ sơ là nó khoảng 6 lá. Thì mình cắt một bên cánh vậy là 6 lá, sau đó thì các bạn xếp nó lại. Xếp lại thì cái chiều cao của nó mình lấy 537 thì mình sẽ lấy dấu 537.
Đây thì ta đánh dấu chiều này là 537. Đây các bạn lưu ý là cái đầu trên này này, các bạn giữ nguyên nha. Đầu trên này là nó cái cạnh dương này. Các bạn thấy không? Cạnh dương thì nó nhỏ hơn một xíu này. Còn mình sẽ ráp khớp nó vào. Và sau đó mình cắt là cắt cái cạnh dưới này. Cạnh dưới này thì nó sẽ là cạnh âm thì nó bự hơn. Nó bự hơn thì hồi nó mình sẽ xử lý. Còn cái cạnh dương á thì các bạn thấy là nó cái lá thì nó có cái cạnh âm cạnh dương. Các bạn khi ráp vào á thì nó sẽ khớp luôn. Cạnh dương thì nó sẽ khớp luôn này. Đấy, nó vào luôn dễ hơn.